Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những thông tin thiết thực về những cái tình hình diễn biến trong vòng 24 giờ qua thì Cà phê Ngày Mới cũng như là những bản tin của VTC9 luôn luôn mong muốn mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin thiết thực và cần thiết về đời sống dân sinh và đặc biệt là về mạng y tế. Thì có rất là nhiều những cái căn bệnh chúng ta có thể thấy là nghe có vẻ xa lạ đối với người trẻ, nhưng mà đối với những người lớn tuổi thì lại là một trong những cái mối ẩn họa rất là khôn lường. Mẹ tôi ở nhà khi mà bắt đầu bước vào tuổi 50 thì cũng bắt đầu có một cái bệnh, đó là bệnh suy giãn tĩnh mạch. Đây là một cái bệnh lý mãn tính tiến triển âm thầm, nhưng mà nếu không được chẩn đoán sớm, đúng phương pháp sẽ gây giảm chất lượng cuộc sống. Nhẹ thì có thể gây ra cái tình trạng đó là tức chân, chuột rút, nặng hơn có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như là huyết khối tĩnh mạch hay là thuyên tắc phổi, ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, điều đáng nói là nhiều người dân thường là không biết đến bệnh này, chỉ khi nào ảnh hưởng nhiều tới thẩm mỹ của mình và nhiều đến cuộc sống mới tới bệnh viện để thăm khám. Và để tìm rõ hơn về bệnh lý này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau của nhóm phóng viên Hồng Hạnh và Anh Tuấn của VTC9. Bệnh nhân này đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật loại bỏ tĩnh mạch bằng laser. Ông được chẩn đoán mắc suy giãn tĩnh mạch 40 năm nay nhưng không ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt. Tuy nhiên, thời gian gần đây tổn thương nghiêm trọng hơn. Chân ông có biểu hiện sưng to, đau hơn, nhất là khi đứng nhiều hoặc làm việc nặng. Thậm chí phần mạch máu giãn đã hình thành những búi lớn, có nguy cơ tạo thành cục huyết khối, vỡ mạch máu gây lở loét. Lúc đầu tiên thì nó cũng kéo thành một cái vệt, tức là nổi gân nó xanh nét ạ. Thế xong nó sùi lại, sùi từng quãng, nó như kiểu cái ruột gà, nó cứ tùn từng quãng một. Thế lúc nào mà nó sùi to quá rồi thì lúc ấy nó sẽ bị ảnh hưởng, nó vỡ hoặc là nó gì đấy thì bắt đầu nó mới tức cổ chân hoặc là tức bụng chân. Còn bệnh nhân này cũng đã mắc suy giãn tĩnh mạch 17 năm nay. Ban đầu, khi chân xuất hiện gân xanh, biểu hiện tức, đêm ngủ thường xuyên chuột rút, chị chỉ nghĩ là hệ quả của việc phải đứng bán hàng thường xuyên. Một năm trở lại đây, khi tới Bệnh viện Lão Khoa Trung ương thăm khám, bác sĩ cho biết phần tĩnh mạch đã không còn duy trì được chức năng, cần phải loại bỏ. Mình cũng tìm hiểu ở trên mạng và biết được là chỗ bệnh viện lão khoa này là có phòng khám này. Thế là tôi cũng lên đây và điều trị. Nó nổi gân xanh, nó nổi nên nghĩ là trông mất thẩm mỹ. Bây giờ nói chung là cũng tự tin, có thể mặc váy. Bệnh suy giãn tĩnh mạch không phải mới, nhưng hiện nay vẫn chưa được nhiều người biết đến, dù tỷ lệ mắc trong cộng đồng tương đối lớn, từ 20 đến 40%. Đối tượng mắc thường là phụ nữ sau sinh, người làm công việc thường phải đứng lâu, người béo phì, bệnh có yếu tố di truyền. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương khám và điều trị cho khoảng 20 đến 30 trường hợp bị suy giãn tĩnh mạch. Đáng nói, bệnh diễn biến âm thầm, nếu điều trị muộn sẽ để lại những biến chứng nặng nề. Cái bệnh này nó có thể gây ra, đầu tiên nó gây ra giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tức là bệnh nhân sẽ thường xuyên thấy khó chịu, tức nặng chân rồi chuột rút, giảm đi chất lượng cuộc sống. Và nặng hơn có thể có những cái biến chứng nguy hiểm, ví dụ như là lở loét chân, rồi huyết khối tĩnh mạch, rồi thuyên tắc phổi, có thể ảnh hưởng tới vấn đề liên quan đến tính mạng. Trước đây, khi chưa có các kỹ thuật tiên tiến, người mắc giãn tĩnh mạch nặng thường phải thực hiện can thiệp xâm lấn, điều trị ngoại khoa, gây mất máu, để lại sẹo, thậm chí gây di chứng dây thần kinh. Tuy nhiên hiện nay, một số bệnh viện bắt đầu triển khai các kỹ thuật hiện đại như laser tĩnh mạch, tiêm sơ tĩnh mạch, hiệu quả và nhiều ưu điểm hơn, rút ngắn thời gian phẫu thuật từ 2 đến 6 giờ đồng hồ xuống còn 20 đến 30 phút, bệnh nhân hồi phục nhanh, ít biến chứng hơn. Nó là phương pháp xâm lấn rất là nhẹ và tối thiểu. Đường vào chỉ là cái kim chọc thôi, sau đó là dùng cái sợi đốt laser để luồn vào trong cái tĩnh mạch mình cần điều trị. Ngay sau khi điều trị thì với phương pháp phẫu thuật thì bệnh nhân phải nằm viện lâu, thậm chí đến cả một tuần và bệnh nhân tương đối đau sau điều trị. Còn với cái kỹ thuật điều trị mới như là laser hay sóng cao tần hay keo sinh học thì bệnh nhân ngay sau mấy chục phút điều trị, bệnh nhân có thể xuống giường và đi lại ngay sinh hoạt bình thường luôn mà gần nhìn ở ngoài thì không biết là bệnh nhân vừa điều trị. Các bác sĩ khuyến cáo, khi có các dấu hiệu như mạch máu ở chân giãn, thay đổi sắc tố da, lở loét trên da, đau tức chân, chuột rút, v.v., người dân cần tới bệnh viện thăm khám, điều trị kịp thời. Hiện nay, phương pháp laser tĩnh mạch được bảo hiểm y tế chi trả nên chi phí thấp, mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân.